Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Xin trân trọng kính chào toàn thể tất cả bạn chị em đang kết nối vào livestream của Hội Thánh Nhà Muôn Dân để theo dõi bài học Kinh Thánh buổi tối ngày hôm nay. Tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào trân trọng đến tất cả bạn chị em đã bỏ thời giờ để tham dự bài học này. Và tôi xin giới thiệu là buổi học của chúng ta sẽ có chủ đề đó là đời sống không bệnh tật. Và tôi nghĩ rằng cái series này sẽ gồm có từ 7 đến 10 bài. Và tôi hy vọng rằng anh chị em sẽ dành thời giờ để theo dõi tất cả những bài học này. Và tôi tin rằng những kiến thức mà chúng ta sẽ học sắp tới đây nó sẽ đem lại sự bổ ích rất lớn trên đời sống đức tin, khiến cho chúng ta sẽ được sống trong khỏe mạnh, được sống trong một cái tình trạng tốt nhất mà Đức Chúa Trời đã dành cho mình. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Dĩ nhiên rồi, không có ai mong muốn mình có bệnh tật cả. Và như ông bà mình hay nói đó, phòng bệnh thì tốt hơn là chữa bệnh. Cho nên chúng ta cần có những lẽ thật, biết những lẽ thật để chúng ta có thể sống khỏe mạnh, sống trong sự sức khỏe siêu nhiên. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa, tuyệt vời, tuyệt vời, thật tuyệt vời. Và thưa ông bà anh chị em, bây giờ chúng ta hãy dành một ít thời gian, khoảng 5 đến 10 phút. Mỗi một chúng ta hãy đến với Chúa và trong sự cầu nguyện. Mình xin Chúa Thánh Linh thăm viếng, xin Chúa Thánh Linh dứt dấy tấm lòng của mình, mở trí mở lòng để cho bài học buổi hôm nay đem lại ích lợi tối đa. Người nói cũng như người nghe đều được Thánh Linh của Chúa sức dầu. Và anh chị em sẽ áp dụng những gì mình nghe buổi tối hôm nay cho cái đời sống cá nhân của mình với Chúa. Amen ạ. Chúng ta cần Thánh Linh. Và như tôi nói với anh chị em đó, Đức Thánh Linh là vị giáo sư trọn đời của chúng ta. Chúng ta làm bất cứ điều gì đều phải nhờ cậy Ngài. Chúng ta rất cần Chúa giúp đỡ chúng ta trong mọi sự. Và chỉ có Chúa mới đem lại cho chúng ta những cái ích lợi thật sự mà thôi. Tri thức thì quý, nhưng mà tri thức mà không được cảm động bởi Thánh Linh, không được dẫn dắt, khai mở bởi Thánh Linh thì cũng vô ích thôi, nó không đem lại sự sống cho chính mình. Anh em ạ. Và bây giờ anh chị em ơi, hãy cầu nguyện với tôi nha. Trời, trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, con cảm ơn Chúa vì thời giờ quý báu này. Chúng con được cơ hội được nhóm lại với nhau qua livestream. Và chúng con cần sự giúp đỡ của Chúa trong buổi tối hôm nay để cho lời của Ngài được thần cảm một cách mạnh mẽ. Lời của Ngài là linh và sự sống, cho nên chúng con cần sự cảm động bởi Đức Thánh Linh. Hãy sức dầu cho con là người nói, và hãy sức dầu cho ông bà anh chị em con là người nghe, để người nói cũng như người nghe đạt được ích lợi tối đa, đem lại sự xây dựng tối đa cho đời sống của mỗi một chúng con. Chúng con tôn cao lời của Ngài ngay thời giờ này, vì Chúa nói rằng Ngài làm cho lời Ngài cao hơn cả danh thinh của Ngài. Lạy Chúa, trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, giờ này chúng con cầu nguyện để thần của Chúa vận hành một cách mạnh mẽ ngay thời giờ này. Chúa, xin Chúa hãy chạm anh chị em con, xin Chúa hãy cảm động anh chị em con, xin Chúa hãy đầy dẫy Thánh Linh cho anh chị em con. Ngay bây giờ, mọi tấm lòng khát khao sẽ được đổ đầy Thần Linh của Chúa, mọi tấm lòng khát khao sẽ được sự thăm viếng một cách đặc biệt từ Thần Linh của Đức Chúa Trời. Còn cầu nguyện để những ai nghe và chịu ảnh hưởng chứ giọng nói và lời cầu nguyện này, họ được sự thăm viếng từ nơi Chúa ngay bây giờ. Những ai mỏi mệt thì sẽ được khỏe mạnh, những ai bất an sẽ được bình an, những ai buồn rầu sẽ được vui mừng, những ai đang cảm thấy không có tinh thần thì giờ này được có tinh thần. Lạy Chúa, con cầu nguyện Đức Chúa Trời ơi, Ngài hãy đến tại chỗ anh chị em con ngồi, Ngài hãy đến tại căn phòng anh chị em con đang ngồi, đang thờ phượng Chúa qua lời của Ngài buổi tối hôm nay. Con cầu nguyện Chúa hãy thăm viếng, hãy thăm viếng, hãy thăm viếng, hãy thăm viếng. Anh chị em ơi, khoảng cách không là vấn đề, không gian thời gian không ngăn trở được Chúa. Ngay bây giờ tôi khích lệ anh chị em hãy cầu nguyện đi ạ. Mỗi một người hãy nhắm đôi mắt mình lại và mở môi miệng mình ra và nói: Chúa ơi, xin thăm viếng linh hồn con. Con rất cần sự thăm viếng của Ngài trong thời giờ đặc biệt này. Con đang muốn học để biết lời của Ngài. Đức Chúa Trời ơi, hãy dạy dỗ con. Đức Chúa Trời ơi, hãy gia thêm Thánh Linh cho con. Đức Chúa Trời ơi, hãy tuôn đổ thần khôn ngon thông sáng tri thức của Ngài cho con. Anh em hãy cầu nguyện theo tôi đi ạ. Hãy cầu nguyện chứ. Hãy cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng.
Tất cả anh em mình hãy cầu nguyện, hãy nói với Chúa một cách chân thành, hãy nói với Chúa một cách thành thật, hãy nói với Chúa với một tấm lòng đam mê khát khao. Chúa ơi, con cần Ngài trong buổi tối này. Con cần Ngài để hiểu lời Ngài. Con cần Ngài để có thể áp dụng lời Ngài. Con cần Ngài để lời Ngài trở thành linh lương cho linh hồn con. Ôi, con tôn cao lời Ngài, cho em hãy cầu nguyện ạ. Tôn cao lời của Ngài, vì lời Ngài có quyền năng để biến đổi đời sống con. Con tôn cao lời Ngài, anh em hãy nói đi ạ. Con tôn cao lời Ngài vì lời Ngài giúp con tránh khỏi sai lầm và tội lỗi. Con tôn cao lời Ngài vì lời Ngài có quyền năng chữa lành cho thân thể của con. Con tôn cao lời Ngài vì lời Ngài có năng lực thánh hóa đời sống con. Con tôn cao lời của Ngài vì lời Ngài có khả năng khiến con trở nên khôn ngoan. Con tôn cao lời của Ngài vì lời của Ngài giúp cho con có được sức khỏe toàn thân. Con tôn cao lời Ngài vì lời Ngài là ánh sáng cho đường lối con, là ánh sáng cho chân con bước đi. Anh em hãy ca ngợi lời của Chúa đó. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, con xin Chúa giúp con hiểu được lời Ngài. Khi con mở Kinh Thánh ra, giúp con hiểu được lời Ngài. Anh em hãy cầu nguyện nè. Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện. Oh hallelujah. Hãy cầu nguyện anh chị em. Mỗi một anh chị em đang nghe và ảnh hưởng dưới giọng nói của tôi, nguyện anh chị em được đầy dậy Thánh Linh giờ này. Nguyện Chúa thâm viếng tâm lòng anh chị em giờ này. Nguyện Chúa chạm tâm lòng anh chị em giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Oh hallelujah. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hallelujah. Tiếp tục thờ phượng ngợi khen Chúa anh chị em. Tiếp tục thờ phượng ngợi khen Chúa. Tiếp tục tôn cao lời của Chúa thời giờ này. Tiếp tục tôn cao lời của Chúa thời giờ này. Tôi nói rằng anh chị em được phước trong buổi tối hôm nay. Tôi nói rằng anh em được đầy dẫy Thánh Linh trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi nói rằng thần của Đức Chúa Trời giáng trên anh chị em trong buổi tối ngày hôm nay. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, mọi bệnh tật trên anh chị em phải được chữa lành, mọi yếu đuối trên anh chị em phải trở nên mạnh mẽ, mọi điều gì thiếu hụt trên anh chị em trở nên đầy đủ, mọi thiếu thốn trên anh chị em sẽ được bù đắp bằng sự dư dật từ Đức Chúa Trời. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hallelujah. 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 Hãy được phước trong buổi tối ngày hôm nay. Hãy được phước trong buổi tối ngày hôm nay. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tất cả những ai nghe và ảnh hưởng với giọng nói này, hãy được đổ đầy Thánh Linh giờ này. Hãy được chạm bởi Thánh Linh giờ này. Hãy được chiếu sáng bởi Thánh Linh giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, tôi chiếu sự sáng của Chúa Giêsu trên anh chị em giờ này. Bất kể anh chị em đang ở đâu, đang ngồi ở chỗ nào, bất kể anh chị em đang ở trong nước hay ngoài nước, tôi nói rằng sự sáng của Chúa Giêsu chiếu lên anh chị em giờ này, chiếu lên căn phòng của anh chị em giờ này. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va sẽ đóng cọc xung quanh anh chị em giờ này. Ngài đến để giúp đỡ anh chị em giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, hãy được phước giờ này, hãy được phước giờ này, hãy được phước giờ này, hãy được phước giờ này. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục cầu nguyện anh chị em. Tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện. Tôi nói với anh chị em rằng khoảng cách không thành vấn đề. Khi anh chị em tin hãy đón nhận. Khi anh chị em tin thì lời chúc phước của tôi sẽ trở thành phước hạnh cho đời sống anh chị em. Anh chị em được Chúa thăm viếng. Anh chị em trở nên mạnh mẽ trong tâm linh của mình. Anh chị em trở nên được tươi mới trong thời giờ quý báu này. Anh chị em được sự thăm viếng bởi chính thần linh của Đức Chúa Trời ngay thời giờ này. Thần khôn ngoan đáp đầu trên anh chị em giờ này. Thần mạnh sức đáp đầu trên anh em giờ này. Thần chữa lành đáp đầu trên anh chị em giờ này. Thần vinh hiển của Đức Chúa Trời ở trên anh em giờ này. Hãy nhận lãnh trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hallelujah. Tiếp tục anh chị em hãy cầu nguyện. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài. 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 Hallelujah. Hallelujah. Tôi trân trọng gửi lời chào hết tất cả 160 mấy anh chị em đang có mặt trên buổi live stream này nha. Tôi nói rằng anh chị em là người được phước của Chúa gì thì giờ này. Anh chị em là người đầy dẫy Thánh Linh của Chúa ngay thì giờ này. Anh chị em là người được ơn của Đức Chúa Trời ngay thì giờ này. Khi anh chị em nghe và chịu ảnh hưởng với giọng nói này, anh chị em là người có thể khai phóng Thánh Linh, ân tứ Thánh Linh qua đời sống của mình ngay thì giờ này. Anh chị em là kênh dẫn tình yêu, kênh dẫn phước hạnh, kênh dẫn chữa lành, kênh dẫn giải cứu, kênh dẫn của sự đột phá cho nhiều người, cho chính gia đình của mình. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, hãy đón nhận nào. Đón nhận. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Amen. Cảm ơn Ngài. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Tạ ơn Chúa anh chị em được phước ngay thời giờ này. Một lần nữa, tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào hết tất thể ông bà anh chị em đang online cùng với buổi học Kinh Thánh buổi tối hôm nay của Hội Thánh. Và anh chị em ơi, để cho cái buổi live stream được ích lợi tối đa, anh chị em hãy làm ơn nhấn chia sẻ trên trang cá nhân của mình
Dạ. Hãy chia sẻ cái live stream này. Để làm gì? Để nhiều người có thể được nghe lời này. Và khi họ nghe lời này, họ có thể trở nên được cứu rỗi linh hồn, được chữa lành bệnh tật và được phước của Đức Chúa Trời. Anh chị em hãy giúp tôi cùng nhau lan tỏa lời của Đức Chúa Trời, được không ạ? Hãy chia sẻ nè. Mỗi một anh chị em, 178 anh chị em này, hãy nhấn chia sẻ live stream này trên trang cá nhân của mình. Xin Chúa ban phước cho anh chị em vì hành động tuyệt vời này. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Hallelujah. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Một lần nữa, anh chị em là người được phước của Chúa. Tôi rất là vui mừng khi gặp anh chị em trên buổi live stream này trong series bài học Đời sống không bệnh tật. Tôi chọn cái series này để nhằm mục đích giúp đỡ anh chị em có thêm một số những kiến thức thuộc linh, để biết rằng mình hoàn toàn có thể sống một đời sống không bệnh tật. Hoàn toàn có thể. Dĩ nhiên, thế giới sa ngã ngày hôm nay, bệnh tật là chuyện bình thường. Người ta coi nó là rất bình thường. Và người không bệnh mới là kỳ lạ. Chứ người bệnh thì rất bình thường. Giống như tôi hay nói đó, cái bệnh viện là cái nơi mà không ai muốn đến, nhưng mà nó thường đông nhất. Đông nhất ở mọi ngày, mọi thời điểm. Anh chị thấy không ạ? Cho nên thế giới này là một thế giới bệnh hoạn. Nhưng tôi và bạn chị em là con cái của Đức Chúa Trời. Tôi xin nói một tin mừng cho tất cả chúng ta, là chúng ta hoàn toàn có thể sống một đời sống không bệnh tật. Hoàn toàn có thể. Có thể nếu chúng ta có đức tin, nếu chúng ta biết lẽ thật, và nếu chúng ta khao khát sống trong lẽ thật đó, chúng ta hoàn toàn có thể sống một đời sống không bệnh tật. Được không ạ? Yeah. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu bài học số 1 buổi tối hôm nay. Yeah. Trong cái series Đời sống không bệnh tật. Anh chị em biết đó, Đức Chúa Trời muốn cho dân của Ngài khỏe mạnh. Đó là ý muốn không thể chối cãi trong Kinh Thánh. Ngay từ đầu của Kinh Thánh, điều này đã được trình bày rất rõ ràng. Đức Chúa Trời muốn bạn và tôi khỏe mạnh. Và lời của Ngài trong Giăng 3 câu 2 nói như thế này: Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh, cũng như được thịnh vượng về phần linh hồn anh vậy. Đây là lời thần cảm của sứ đồ Giăng, không ạ? Tức là bày tỏ ý muốn của Chúa. Chúa muốn cho tôi và ông bạn chị em được thịnh vượng toàn vẹn linh hồn lẫn thân thể, nghĩa là không có bệnh tật. Đức Chúa Trời mong muốn cho chúng ta được thịnh vượng và Ngài thông qua chúng ta để Ngài ban phước cho cái thế giới mà chúng ta đang sống, mang đến cho thế giới mà chúng ta đang sống sự cứu rỗi, sự chữa lành và sức khỏe. Có đúng không ạ? Tôi và ông bạn chị em trước hết phải là người kinh nghiệm sự thịnh vượng mọi bề, cả linh, cả hồn, cả thân thể, thì chúng ta mới đủ tự tin và đủ đức tin để có thể trở thành một người đem cái nguồn phước này chia sẻ cho nhiều người khác. Nếu như chúng ta không kinh nghiệm được một đời sống khỏe mạnh, một đời sống được chữa lành, một đời sống có sức khỏe siêu nhiên, thì làm sao chúng ta đủ đức tin để giảng về sự chữa lành cho người khác? Tôi nghĩ rằng rất khó, phải không bạn chị em? Cho nên bất kể bây giờ bạn chị em là ai, và bạn chị em đang ở trong giai đoạn nào của cuộc đời, thì chủ đề buổi tối hôm nay là chủ đề dành cho bạn chị em. Tôi cầu nguyện để cho cái chủ đề này nó mở mắt thuộc linh của bạn chị em ra, để thấy được một cái thực tế rất tuyệt vời mà bạn chị em có trong Đấng Christ. Và nguyện cho cái chủ đề mà chúng ta học buổi tối hôm nay, nó sẽ làm dịu đi, bớt đi, xua tan đi những cơn đau bệnh tật, phá tan mọi ách sợ hãi, và nó giải thoát tôi và bạn chị em vào trong sự thịnh vượng khỏe mạnh mà Đức Chúa Trời đã cung cấp cho con cái của Ngài. Và hơn thế nữa, qua series bài học này, tôi cũng ao ước rằng tôi và bạn chị em trở thành người được Đức Chúa Trời dùng để đem sự chữa lành cho người khác trong danh của Chúa Giêsu. Được không ạ? Cho nên nếu có ai đó đang theo dõi live stream này, đang nghe bài học này và mà đang bị bệnh và nằm liệt giường, và bệnh viện đã trả về, y học đã bó tay, thì tôi cũng cầu nguyện rằng qua cái bài học này sẽ khiến cho đức tin trong lòng của anh chị em đó được dấy lên, được dấy lên một cách mạnh mẽ, và anh chị em có thể đứng dậy khỏi giường bệnh của mình và bước đi một cách mạnh mẽ. Tôi tin rằng những lời trong những cái series bài học này, nó sẽ tạo ra một cái bầu không khí đầy đức tin và đầy phép lạ ở xung quanh anh chị em.
Bất kể anh chị em đang ở đâu hay ở một cái vị trí nào không quan trọng. Chúa của chúng ta không bị giới hạn, amen ạ. Cho nên chúng ta hãy theo dõi bài học này nhé. Yeah. Và bây giờ anh chị em nếu có Kinh Thánh, hãy mở ra cùng tôi trong Xuất Ai Cập ký chương 15. Tôi đọc cho anh em nghe câu 25 và câu 26. Yeah. Xuất Ai Cập ký chương 15, câu 25 và câu 26. Yeah. Môi-se kêu vang Đức Giê-hô-va. Ngài bèn chỉ cho người một cái gỗ, người lấy liền xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt. Ấy tại đó Đức Giê-hô-va định luật lệ cùng lập pháp độ cho dân sự. Và tại đó Ngài thử họ. Ngài phán rằng, nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ai Cập. Vì ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho ngươi. Xuất Ai Cập ký chương 15, câu 25, câu 26. Anh chị em thấy đó, Đức Chúa Trời đã ban cho con cái Israel một sự mặc khải về chính Ngài tại nước Mara. Cho đến thời điểm này, họ chỉ biết Giê-hô-va Đức Chúa Trời như là một đấng toàn năng, El Shaddai, đấng toàn năng. Nhưng ở đây có một điều gì đó rất đặc biệt nữa, Ngài bày tỏ chính Ngài cho họ với tư cách là Giê-hô-va Rapha, đấng chữa lành cho họ. Và cái sự mặc khải đặc biệt này thật an ủi biết bao, vì đúng vào lúc này họ đã đến một nơi không có nước và nước bị đắng. Họ đã lầm bầm chống lại Chúa, họ đã lầm bầm nổi loạn chống lại Môi-se, phải không ạ? Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã nhân từ đối với cái sự vô tín của họ và nói với họ, chỉ cần họ biết đến Ngài, tuân theo các luật pháp của Ngài, điều răn của Ngài, thì Ngài sẽ không gây cho hay không cho phép những căn bệnh quái ác mà cái người Ai Cập chịu đó xảy ra cho họ. Đức Chúa Trời tạo ra ở đây một cái sự khác biệt rõ ràng giữa dân sự của Ngài và phần còn lại của thế giới. Ngài phân biệt dân Ngài và những người không phải dân Ngài. Anh chị em thấy không ạ? Không có bệnh tật nào đến với họ bởi vì Ngài đã biệt riêng họ ra. Họ thuộc riêng về Ngài. Nếu họ chăm nghe theo lời Ngài, tuân giữ luật pháp Ngài, phục vụ Ngài, thì sẽ không có bệnh tật nào có khả năng ảnh hưởng đến cơ thể của họ. Điều đáng chú ý ở đây là Đức Chúa Trời đã nói điều này với một cái dân ở trong giao ước cũ. Mối quan hệ giao ước của họ với Đức Chúa Trời đủ để chủng ngừa và khiến họ sạch bệnh, chỉ cần họ học cách phụng sự Đức Chúa Trời. Anh chị em thấy chưa? Cho nên cái tầm quan trọng khi một dân ở trong sự giao ước, giao ước với chính một Đức Chúa Trời toàn năng, và giờ đây là một Đức Chúa Trời chữa lành, thì khi những ai ở trong giao ước đó, họ hoàn toàn có thể miễn nhiễm khỏi mọi bệnh tật. Anh chị em thấy không? Bởi vì sự sa ngã, con người đã chịu ảnh hưởng của bệnh tật, và tất cả những gì xấu xa nhất trên đời này có thể có xảy ra thì đều ảnh hưởng đến họ. Trên thực tế, ma quỷ có quyền hợp pháp, và ma quỷ có thể làm khổ con người bằng tất cả những gì mà chúng nó muốn. Nhưng Đức Chúa Trời đã nói với họ rằng, chỉ cần họ lắng tai nghe lời của Ngài và bước đi trước mặt Ngài một cách ngay thẳng, thì Ngài sẽ không cho phép bất kỳ căn bệnh nào ở trong số những căn bệnh mà thế giới đang chịu đó ảnh hưởng đến họ. Ảnh hưởng đến họ không bao giờ. Vậy thì sao? Chúng ta thấy có Chúa là đủ. Có Chúa là có tất cả. Có Chúa có thể không bị bệnh tật. Ngài phán với Abraham, ta là El Shaddai, đấng toàn năng. Ngài là đầy đủ cho tất cả những gì con người cần. Đức Chúa Trời có tất cả mọi thứ con người cần. Đức Chúa Trời có tất cả những gì bạn và tôi cần. Nhu cầu của con người luôn mang đến cho họ một cái mặc khải mới về Đức Chúa Trời. Và anh em thấy tại nước Mara này, họ có một cái nhu cầu là phải được chữa lành. Không có nước uống, nước đắng. Và tại cái nước Mara này, họ có cái nhu cầu chữa lành, cho nên Đức Chúa Trời đã mặc khải cho họ. Ngài là một Đức Chúa Trời chữa lành. Trong trường hợp này, con người đang chịu ảnh hưởng của bệnh tật, nhưng Đức Chúa Trời đã chữa lành. Chính Ngài đã chữa lành. Và Ngài phán rằng, ta là Đức Chúa Trời đấng chữa bệnh cho các người.
Ngài nói rất rõ, ta là Jehovah Rapha, đấng chữa bệnh cho các người. Trong cái danh xưng của Ngài, Ngài bày tỏ chính Ngài. Anh chị em thấy không ạ? Xuất Ai Cập ký chương 23 câu 25 chép như thế này: người hãy hầu việc Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi và tiêu trừ các bệnh hoạn giữa vòng ngươi. Nếu họ phục vụ Ngài thì Ngài sẽ ban phước cho thức ăn và nước uống của họ và tiêu trừ bệnh tật giữa họ. Địa ngục không đủ sức để gây bệnh cho họ nữa. Nhưng anh chị em để ý nè, để ý thấy chỗ này, trước tiên họ phải phục vụ Ngài, trước tiên họ phải thờ phượng Ngài. Phục vụ và thờ phượng, Đức Chúa Trời phải đi trước sự chữa lành. Anh em hãy ghi nhớ điều này, tôi nhắc lại, phục vụ và sự thờ phượng Đức Chúa Trời luôn luôn phải đi trước sự chữa lành. Đôi khi hôm nay chúng ta làm ngược lại, chúng ta đi tìm kiếm sự chữa lành nơi Đức Chúa Trời và rồi chúng ta quên mất Ngài. Chúng ta cũng không cần phục vụ, không cần thờ phượng, không cần tiếp tục đến hội thánh, không cần tiếp tục đọc kinh thánh. Đây là một thứ tự rất sai lầm. Cho nên tôi đọc lại câu kinh thánh Xuất Ai Cập ký chương 23 câu 25: ngươi hãy hầu việc Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Đây là điều kiện trước tiên. Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi và tiêu trừ các bệnh hoạn giữa vòng ngươi. Anh em thấy thứ tự không ạ? Như vậy, phục vụ và thờ phượng Chúa phải đi trước sự chữa lành, để chứng minh cho họ thấy rằng Ngài không những có thể chữa lành mà còn sẵn lòng thực hiện lời hứa của Ngài. Ngài đã chữa lành họ nhiều lần bằng lời của Ngài, và có một không có một người nào là yếu mỏng trong vòng dân Israel khi mà họ ra khỏi xứ Ai Cập. Anh em đọc trong Thi Thiên 105 câu 37 sẽ thấy đoạn Ngài dẫn Israel ra có cầm bạc và vàng, chẳng một ai yếu mỏng trong các chi phái của Ngài. Anh em thấy chưa? Không một ai bệnh tật hết. Và Thi Thiên 107 câu 20 chép: Ngài ra lệnh chữa họ lành, rút họ khỏi cái huyệt. Đây rõ ràng có một sự can thiệp siêu nhiên từ Đức Chúa Trời đối với sức khỏe của dân sự Ngài. Đức Chúa Trời Ngài chăm lo cho sức khỏe của dân sự Ngài. Và đó là lý do tại sao dân Israel không bị yếu mỏng, không bị bệnh tật, và họ đi trong đồng vắng 40 năm mà áo không cũ, giày không mòn, sức khỏe không suy giảm. Anh chị thấy lạ lùng chưa? Rất là lạ lùng phải không ạ? Và rõ ràng trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 28 câu 27-28, anh chị em có kinh thánh mở ra cùng tôi, trong đó chép như thế này: Đức Giê-va sẽ giáng cho ngươi ghẻ chốc của xứ Ai-cập, trĩ lậu, ghẻ ngứa và lác mà ngươi không thể chữa lành, lại giáng cho ngươi sự sửng sốt, sự đuôi mù và sự đản trí. Câu này nói trong tình huống nào? Câu này nói trong tình huống rằng nếu như họ vi phạm luật pháp của Chúa, nếu như họ từ chối phục vụ và thờ phượng Chúa, nếu như họ nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời, họ sống trong sự vô tín lầm bầm, bạn nghịch, thì những thứ như là ghẻ chốc của xứ Diếp Tô, trĩ lậu, ghẻ ngứa, lát, những cái bệnh không chữa thể chữa lành được, giáng xuống cho họ kể cả sự sửng sốt, đuôi mù, lãng trí, tức là tâm thần điên khùng nữa. Anh em thấy không? Cho nên cái một cái bản dịch phổ thông dịch cái câu này như thế này: Chúa sẽ đánh ngươi bằng nhọt Ai Cập và các khối u, bệnh còi, bệnh ngứa, từ đó ngươi không thể được chữa lành. Chúa sẽ đánh ngươi bằng sự điên khùng, mù lòa và thất thần của tâm trí và tâm lòng. Anh em thấy, nếu như họ bước ra khỏi giao ước, họ bước ra khỏi điều răn luật lệ, thì gặp họ liền. Anh em thấy không? Cho nên trong đoạn kinh thánh này, Đức Chúa Trời nói rằng các loại bệnh tật khác nhau sẽ đến với họ nếu họ không chú ý đến Ngài, không phụng sự Ngài như Ngài đã chỉ dẫn. Nhưng Ngài cũng hứa rằng những mụn nhọt, khối u, bệnh còi xương này sẽ không đến với họ nếu họ biết vâng lời và phục vụ Ngài. Tôi xin chú ý chị em rằng những điều mà chúng ta vừa học đó là dành cho những người ở trong cựu ước, tức là những người chưa được tái sanh. Chưa được tái sanh, họ có nhiệm vụ phải giữ luật pháp, giữ luật pháp để hưởng được lời hứa. Anh em hiểu ý không? Giữ luật pháp để hưởng được lời hứa. Nhưng đối với chúng ta ở giao ước mới thì khác. Chúng ta có một giao ước tốt hơn, dựa trên những lời hứa tốt hơn, một giao ước với một đấng hòa giải là Chúa Giêsu Christ tốt hơn,
một sự hy sinh tuyệt vời của Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá tốt hơn. Chúng ta không phải tuân giữ luật pháp Môi-se để hưởng lời hứa. Chúng ta đã là những người hoàn thành luật pháp nhờ Chúa Giêsu Christ, nhờ công tác của Ngài trên thập tự giá. Đó. Như vậy, nếu Đức Chúa Trời muốn những người ở trong cựu ước được khỏe mạnh và sạch bệnh, thì huống hồ chi là chúng ta, là những người được mua bằng huyết báu của con Ngài là Giêsu Christ. Chúng ta còn hơn họ nữa. Chúng ta còn được Đức Chúa Trời chăm sóc sức khỏe còn nhiều lần hơn họ nữa. Và chúng ta còn có những đặc ân tốt hơn họ nữa về mặt khỏe mạnh. Phải không ạ? Đây là chỗ tôi muốn thuyết phục anh chị em buổi tối ngày hôm nay. Những người ở dưới cựu ước mà họ đã hưởng một lời hứa mà cả thế giới này không thể có được. Đức Chúa Trời biệt riêng họ ra và nói với họ rằng họ không có một cái bệnh tật nào đụng đến họ nếu họ trong giao ước, thì huống chi chúng ta là những người đã tái sanh ở trong giao ước mới này. Chắc chắn rồi, chúng ta có những ân điển bội phần hơn. Phải không anh chị em? Cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúng ta đi tiếp nha. Bây giờ mình nói một chút về cái nguồn gốc bệnh tật trước khi chúng ta đi xa hơn. Nguồn gốc bệnh tật. Bệnh tật do đâu mà có? Có phải Chúa đã tạo ra bệnh tật không? Có phải Ngài đã tạo ra những cái mầm mống bệnh tật không? Một số người thì cho rằng Chúa đã tạo ra tất cả. Và nhiều cơ đốc nhân đã tin rằng Đức Chúa Trời đã trừng phạt và sửa trị họ bằng bệnh tật. Có một số người tin như vậy. Mà điều quan trọng nhất cần hiểu là Đức Chúa Trời muốn bạn và tôi khỏe mạnh và luôn có sức khỏe tốt. Ngài không thể là nguyên nhân gây ra bệnh tật. Nếu Ngài là nguyên nhân gây ra bệnh tật thì Ngài đã mâu thuẫn với chính Ngài. Đúng không ạ? Một mặt Ngài muốn chúng ta khỏe mạnh, Ngài muốn chúng ta luôn có sức khỏe tốt, rồi một mặt chúng ta lại cho rằng Ngài tạo ra bệnh tật. Rất mâu thuẫn. Cho nên em, trong khuôn khổ bài học này, tôi muốn loại trừ cái suy nghĩ, tôi muốn loại trừ cái giáo lý, tôi muốn loại trừ một cái in trí rằng Đức Chúa Trời tạo ra bệnh tật và Ngài dùng bệnh tật để trừng phạt hoặc sửa trị con cái của Ngài. Bỏ đi. Tôi nói rằng điều đó hoàn toàn không đúng Kinh Thánh. Gia Cơ chương 1 câu 17 chép như thế này: mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Anh chị thấy không ạ? Như vậy thì trong Ngài chỉ có điều tốt, trong Ngài chỉ có ân điển, trong Ngài chỉ có sự sáng, và Ngài không thay đổi. Luôn luôn là như vậy anh chị em ha. Như vậy thì những cái mục đích tốt, những món quà hoàn hảo phải đến từ Chúa. Đau ốm không phải là một cái ơn tốt hay là một món quà tốt. Đau ốm không phải. Cũng như sự nghèo đói không phải là một cái đặc ơn. Đúng không ạ? Bệnh tật đã tàn phá và làm què quặt con người. Đức Chúa Trời sẽ không làm điều đó với bất kỳ con cái nào của Ngài. Đó là sự chắc chắn. Đau ốm bệnh tật là sự chết. Và Kinh Thánh gọi sự chết là kẻ thù. Anh em đọc Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 26 sẽ thấy. Kinh Thánh gọi sự chết là kẻ thù. Như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ trừng phạt con cái Ngài bằng công cụ kẻ thù. Chắc chắn rồi. Bệnh tật đã hủy hoại nhiều người. Nó rút cạn toàn bộ sinh kế tiền bạc của họ, cho đến khi họ trở thành những gia đình nghèo khó, thiếu thốn đến tận cùng. Anh xem đọc câu chuyện người phụ nữ bị bệnh mất huyết trong Ma Thơ chương 9 câu 20 sẽ thấy. Bà đau yếu 12 năm và tốn hết tất cả tiền của cho thầy thuốc. Lẽ nào chúng ta lại nghĩ rằng câu chuyện của bà đến từ Đức Chúa Trời? Phải không ạ? Đức Chúa Trời sẽ không ban cho con cái Ngài những cái món quà kiểu như vậy. Và tôi ước ao tôi và bạn cho em hiểu được tấm lòng của Chúa. Tấm lòng của Ngài là Ngài muốn con cái Ngài khỏe mạnh, Ngài muốn con cái Ngài thịnh vượng, Ngài muốn con cái Ngài luôn luôn có sức khỏe tốt, Ngài muốn con cái của Ngài sống trong sự bình an vui mừng. Tác giả Thi Thiên
116 câu 15 nói như thế này: sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va. Bất kể con cái nào của Ngài, nếu phải tắt hơi thì Ngài rất là quý trọng điều đó. Dĩ nhiên Ngài sẽ không để cho họ phải chết vì bệnh tật, vì đau đớn, vì thiếu thốn, vì đói nghèo hoặc vì bất cứ thứ gì. Chúa không làm ra điều đó anh chị em ha. Cho nên chúng ta có thể nói như thế này: bệnh tật là hậu quả của sự sa ngã. Được chưa? Bệnh tật không đến từ Chúa. Bệnh tật là hậu quả của sự sa ngã của con người. Sau khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người trong vườn Ê-đen, Ngài đã ban cho con người quyền thống trị công việc tay Ngài làm. Đức Chúa Trời nói với Adam rằng ông có thể ăn bất cứ thứ gì trong vườn, ngoại trừ cái cây biết điều thiện, điều ác ở giữa vườn. Anh em đọc lại Sáng Thế Ký chương 2 câu 16-17 ha. Rồi Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: người được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai người ăn chắc sẽ chết. Chúa nói với Adam, nếu Adam ăn trái cây đó thì chắc chắn ông sẽ chết. Nhưng dĩ nhiên Adam không chết ngay tức thì sau khi ông ăn, đúng không ạ? Do đó câu kinh thánh này không chỉ nói đến cái chết thể xác mà đang nói đến cái chết thuộc linh, tức là sự xa cách xin lỗi với Đức Chúa Trời, tức là bị cắt đứt mối tương giao với Đức Chúa Trời. Vì vậy ngày nào Adam không vâng lời chỉ dạy của Đức Chúa Trời và ăn trái cây thì ông chết về mặt thuộc linh. Và chỉ khi đó không ạ, ông mới có thể được sống về mặt thể xác, nghĩa là cái xác ông vẫn sống nhưng mà linh ông chết rồi. Đó là câu chuyện trong vườn Ê-đen. Con người là gì? Con người là một linh, con người có một hồn để điều hành cuộc sống, hành động, suy nghĩ, lý trí, cảm xúc của mình. Và ngoài ra con người còn có một thân thể để sống, chứa đựng linh và hồn. Cho nên chúng ta có thể nói cái thân xác này chính là cái nhà của con người, không ạ? Và bởi sự không vâng lời, tội lỗi đã chiếm cái quyền thống trị tâm linh của con người. Và bởi sự sợ hãi tội lỗi đã nắm giữ con người, cầm buộc con người. Và linh của con người bị sa ngã, con người bị cắt đứt khỏi mối tương giao với Đức Chúa Trời. Và cái suy nghĩ, lý luận, logic của con người đã bắt đầu thay đổi. Ngay khi con người sa ngã, anh chị em để ý thấy, con người bắt đầu sợ hãi. Adam đã phải đi trốn Đức Chúa Trời trong gốc cây. Và về sau này, Adam và dòng dõi Adam sợ tất cả những sinh vật, những con vật mà trước kia con người từng thống trị nó. Cho nên con người bị cắt đứt mối tương giao với Đức Chúa Trời. Bởi vì sao? Bởi vì con người sau khi sa ngã nó có bản chất của ma quỷ, và ma quỷ là chủ nhân mới của nó. Cái chết đến với những người được sinh ra sau Adam, tức là dòng dõi của Adam. Và anh chị em biết đó, cái chết nó đồng hành với tất cả những con người gọi là dòng dõi của Adam. Và một trong số của cái chết, cái sự chết đó mà Kinh Thánh gọi là bệnh tật. Bệnh tật là gì? Là cái chết bắt đầu nở nụ ra, giống như cái trái cây đó. Khi nó có thành trái cây, trước hết là nó có hoa, đúng không? Thì cái sự bệnh tật chính là cái chết chớm nở, cái chết phát sinh. Vì vậy bệnh tật phát sinh do tội lỗi của Adam. Cho nên chúng ta nhìn thấy ở đây, Đức Chúa Trời tạo ra mọi vật hoàn hảo, kể cả vi trùng, virus, con muỗi, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, không làm hại ai cả. Nhưng mà kể từ lúc con người sa ngã thì mọi sự nó quật ngược lại làm hại con người. Anh em thấy ha, ma quỷ bước vào và cướp đi quyền thống trị, và ma quỷ bắt đầu gieo rắc cái chết cho con người. Đó là lý do những người ở dưới quyền của ma quỷ vẫn bị sự chết bởi bệnh tật cho đến tận ngày hôm nay. Nên thấy. Cho nên chúng ta có thể nói sau khi Adam sa ngã thì cả thế giới này có thể được gọi là vương quốc của sự chết. Vương quốc của sự chết không còn là vương quốc sự sống,
không còn là vương quốc ánh sáng, nhưng mà vương quốc sự chết, vương quốc của bóng tối. Con người chết về mặt thuộc linh, và ngay từ đó cái chết ngự trị trên con người. Anh em có thể dở trong Roma chương 5, tôi đọc anh em câu 12, 14, 17, 21, anh em sẽ thấy. Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Nhưng từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội Adam, là người làm hình bóng của đấng phải đến. Vả nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Giêsu Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thế nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Bởi tội lỗi của một người, sự chết đã ngự trị trên tất cả mọi người, và nó khai tử cái quyền thống trị của con người. Từ Adam cho đến Chúa Giêsu, tội lỗi đã chiếm quyền làm chủ tâm linh của con người, và bệnh tật đã ập đến, dẫn đến cái chết về thể xác. Do đó, triều đại của tội lỗi và bệnh tật bắt đầu trong linh của con người và kết thúc trong cơ thể của người đó. Đến nỗi bây giờ cơ thể con người bắt đầu kinh nghiệm sự chết. Anh em thấy không ạ? Nếu không có sự sa ngã của Adam, thì cơ thể này sẽ không bao giờ kinh nghiệm sự chết. Nhưng bởi sự sa ngã của Adam, tức là sự chết trong linh, và từ sự chết trong linh nó dẫn đến sự chết trên thân xác. Và như tôi đã nói, bệnh tật chính là cái chớm đầu tiên của sự chết. Bệnh tật là cái mầm của sự chết, nó nảy nở trong cơ thể con người. Như vậy, nếu như ngày hôm nay tôi và bạn cho em là người đã được tái sanh, thì sao? Nếu tôi và bạn cho em nhờ Chúa Giêsu được tái sanh, thì cái chết không còn ngự trị trên tôi và bạn cho em nữa. Đó là một lẽ thật trong Kinh Thánh, cần được ghi nhận, cần được tin, cần được sống, cần được kinh nghiệm. Roma chương 5, câu 16 đến câu 21, tôi đọc lại một lần nữa cho anh chị em nghe. Lại, sự ban cho này chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu. Sự phán xét chỉ bởi một tội mà làm nên đón phạt, nhưng sự ban cho của ân điển thì sau nhiều tội rồi dẫn đến sự xưng công bình. Và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi người ấy, thì huống chi những kẻ nhận được ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Giêsu Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào. Vậy như bởi chỉ một tội mà sự đón phạt rải khắp hết thảy mọi người thế nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban sự sống cũng rải khắp cho mọi người thể ấy. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra công bình. Câu 20, vả luật pháp đã xen vào hầu cho tội lỗi gia thêm. Nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Khi anh em đọc kỹ lại đoạn Kinh Thánh này, anh em sẽ chú ý thấy được rằng nhờ sự công bình mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta, món quà trọn vẹn của sự công bình đã đến trên đời sống chúng ta, và sự thống trị của tội lỗi và bệnh tật trên chúng ta đã chấm dứt. Sự thống trị của bệnh tật cũng chấm dứt. Đây là lý do tại sao không có cái bệnh nào cho người ở thế gian này mà nó có quyền ảnh hưởng đến chúng ta nữa. Người thế gian có thể bị bệnh nọ tật kia, nhưng tôi và bạn cho em là những người đã tái sanh, và nhờ sự công bình, nhờ sự cai trị của Thánh Linh Chúa Giêsu Christ bên trong chúng ta, mà chúng ta hoàn toàn có thể tự do khỏi tất cả mọi bệnh tật mà người ngồi kia hằng ngày phải đấu tranh, phải chịu đựng. Anh em hiểu ý tôi muốn nói không ạ? Như vậy, bệnh tật là hậu quả của sự sa ngã, và chính Chúa Cứu Thế Giêsu đã đến
bằng sự đổ huyết và bởi thập tự giá, Ngài đã giải quyết vấn đề sa ngã của con người. Hôm nay tôi và bạn xem là những người tin Chúa Giêsu, là những người ở trong sự cứu chuộc, ở trong giao ước mới, nghĩa là ở trong sự công bình của Chúa Giêsu, thì quyền thống trị của tội lỗi đã bị hủy bỏ, quyền cai trị của bệnh tật đã bị hủy bỏ. Điều đó có nghĩa là không một bệnh tật nào ở trong thế giới này có quyền ảnh hưởng đến thân thể của chúng ta là những người được tái sanh bởi danh Chúa Giêsu. Amen ạ. Tóm lại, buổi tối hôm nay tôi và bạn chị em đã đi qua bài học đầu tiên. Và tôi muốn nhắc cho anh chị em lại một vài điểm chính để chúng ta nắm của series bài học đời sống không bệnh tật. Điểm thứ nhất tôi muốn anh chị em chú ý đó là Chúa muốn cho tôi và bạn chị em sống khỏe mạnh cả phần linh, phần hồn lẫn phần thể chất. Những người ở trong cựu ước, họ hưởng được lời hứa không bệnh tật với điều kiện chăm chỉ giữ lời luật pháp của Chúa, với điều kiện họ phải phục vụ và thờ phượng Đức Chúa Trời. Và nếu như họ không làm điều đó thì những bệnh tật ở xứ Ai Cập sẽ giáng trên họ. Anh em thấy không ạ? Và nguồn gốc của bệnh tật do đâu mà có? Bệnh tật chính là hậu quả của sự sa ngã của con người kể từ thời Adam Eva trong vườn địa đàng. Bệnh tật chính là cái mầm móng chớm nở của sự chết trên thân thể. Nó bắt nguồn từ sự chết trong tâm linh của con người, khiến cho con người bị ngăn cách khỏi mối tương giao với Đức Chúa Trời và sự chết thống trị họ. Nhưng Chúa Giêsu là Adam thứ hai, là thần ban sự sống đã đến. Bởi công tác thập tự giá của Ngài, bởi sự đổ huyết của Ngài, Ngài đã giải quyết được vấn đề sa ngã của con người. Ngài đã phế truất quyền thống trị của tội lỗi, thay vào đó là sự sống cai trị. Tôi và bạn chị em là những người tin nhận Chúa Giêsu và được tái sanh. Tôi và bạn chị em bước vào sự cai trị của sự sống bởi Đấng Christ, sự xưng công nghĩa bởi Đấng Christ. Và lý do đó, tôi và bạn chị em hoàn toàn có thể sống một đời sống không bệnh tật nhờ công tác cứu chuộc của Chúa Giêsu. Đây là nội dung của những gì mà chúng ta học bài học đầu tiên buổi tối hôm nay của một đời sống không bệnh tật. Xin Chúa ban phước cho hết thảy bạn trẻ. Và trước khi chúng ta bước sang phần cầu nguyện, một lần nữa tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Môn Dân gửi lời chào hết tất cả hơn 275 ông bạn trẻ đang có mặt ở trên live stream này. Nếu bạn trẻ chưa chia sẻ cái video này trên trang cá nhân của mình, tôi xin bạn trẻ hãy làm ơn chia sẻ để nhiều người cũng có thể nghe được sứ điệp buổi tối ngày hôm nay. Amen ạ. Và chúng ta biết đó, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện đem lại sự chữa lành, sự khích lệ, sự nâng đỡ trên đời sống của bạn trẻ. Chúa muốn điều đó. Như chúng ta đã học phải không ạ? Chúa muốn chúng ta thịnh vượng cả phần thể xác cũng như đã thịnh vượng bởi phần linh hồn. Chúng ta cầu nguyện và trong danh của Chúa Giêsu, chị em sẽ thấy mình được khỏe mạnh, thấy mình được khích lệ, thấy mình được tái đổ đầy, thấy mình được thẩm viếng trong danh Chúa. Amen. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Anh em đã sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng ta đến với thời giờ cầu nguyện nha. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Anh em hãy xác định mình không có một sự sợ hãi và lo lắng nào ngay thời giờ này. Ok chưa? Hãy xác định rằng mình cũng không bị lương tâm cáo trách bởi bất cứ tội lỗi nào. Nếu có, hãy ăn năn. Và huyết của Chúa Giêsu sẽ rửa sạch ông bà anh chị em ngay thời giờ này khỏi bất kể tội lỗi nào. Bởi vì khi chúng ta đến với Chúa cầu nguyện, nhất định chúng ta phải có một tấm lòng bình an và một lương tâm thành sạch. Vì trong Dân Nhất nói rằng nếu như lương tâm mình không cáo trách mình thì Đức Chúa Trời còn lớn hơn lương tâm chúng ta nữa, Ngài biết mọi sự. Nếu như lương tâm chúng ta cáo trách chúng ta thì chắc chắn rồi,
Chúa không hài lòng. Chúng ta cần ăn năn, chúng ta cần thay đổi, chúng ta cần được tẩy sạch. Nếu mà anh chị em có chút lo lắng, buồn phiền, sợ hãi, không tha thứ nào, có sự vấp phạm nào trong lòng, bạn chị em ơi, trước khi cầu nguyện, hãy thưa với Chúa: Chúa ơi, con bằng lòng tha thứ cho người này, bằng lòng tha thứ cho người kia. Chúa ơi, con bằng lòng để sống trong sự bình an và không lo lắng. Con cầu xin huyết của Chúa Giêsu rửa sạch con giờ này. Con tin rằng khi con xưng tội lỗi của con ra, thì huyết của Ngài sẽ làm sạch mọi tội của con. Bạn chị em hãy cầu nguyện đi ạ. Điều này rất là quan trọng. Rất là quan trọng, vì nếu như chúng ta giữ sự vấp phạm trong lòng, có sự lo lắng, phiền muộn, sợ hãi, có một lương tâm bị cáo trách mà chúng ta đến để cầu nguyện, thì không có hiệu quả đâu. Anh em hãy xử lý đi ạ, xử lý đi ạ, xử lý đi ạ. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, tôi cầu nguyện. Ô, để huyết của Chúa Giêsu phủ lên ông bạn cho em ngay thời gian này. Tôi cầu nguyện huyết báu của Chúa Giêsu phủ lên ông bạn cho em ngay thời gian này. Ánh sáng của Chúa Giêsu chiếu vào tâm linh của ông bạn cho em ngay thời gian này. Ông bạn cho em được tinh sạch trước mặt ngôi ân điển của Ngài. Trước mặt Đức Chúa Trời, ông bạn cho em được tinh sạch bởi dòng huyết của Chúa Giêsu. Bởi dòng huyết của Chúa Giêsu phủ lên bạn cho em. Đức Chúa Trời nhìn thấy huyết của Chúa Giêsu trên ông bạn cho em. Đức Chúa Trời nhìn thấy huyết của Chúa Giêsu trên ông bạn cho em. Bạn cho em được bình an, bình an, bình an, bình an và tẩy sạch giờ này. Bình an và tẩy sạch giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hallelujah. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Bình an giờ này. Nào, bạn chị em hãy sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, tôi ra lệnh cho tất cả những quyền lực tối tăm, những quyền lực của sự nghèo đói, những quyền lực của bệnh tật, những quyền lực của ác mộng, những quyền lực của phù thủy, những quyền lực của đồng cốt bói khoa, những quyền lực của sự rủa xả xuyên thế hệ, dù bất kể tên gọi mày là gì, dù bất kể mày trốn ở chỗ nào, dù bất kể mày hành động trong bao lâu, dù bất kể mày đang núp ở chỗ nào, trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, ta ra lệnh cho mày phải lộ diện và rời khỏi những người đang nghe và ảnh hưởng dưới giọng nói này. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ, ta truyền lệnh cho mày: Satan, Satan và các quỷ sứ của mày, Satan và các uế linh của mày đang ảnh hưởng đến những người đang nghe livestream này, đang ảnh hưởng đến những người đang cầu nguyện trên livestream này. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, ta ra lệnh: Mày Satan và các quỷ sứ hãy rời đi. Linh giới hạn thất bại hãy rời đi. Linh đồng cốt bói khoa hãy rời đi. Những tà thuật hãy rời đi. Những linh ác mộng, người chồng thuộc linh, người vợ thuộc linh hãy rời đi. Những linh tâm thần hãy rời đi. Trầm cảm hãy rời đi. Những linh nghiện ngập ô uế hãy rời đi. Những tà linh phim khiêu dâm hãy rời đi. Những linh tà dâm ngoại tình thuộc linh thuộc thể hãy rời đi, trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Dù bất kể tên gọi mày là gì, trong danh của Chúa Giêsu, ta ra lệnh mày ra trong danh Chúa Giêsu. Ta ra lệnh mày ra trong danh Chúa Giêsu. Ta ra lệnh mày ra trong danh Chúa Giêsu. Ta truyền lệnh mày ra trong danh Chúa Giêsu. Satan, ta truyền lệnh mày rời khỏi họ trong danh Chúa Giêsu. Ta ra lệnh mày rời khỏi họ trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Holy God fire. Holy God fire. Lửa trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Lửa trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Mọi linh của sự buồn phiền nổi loạn, mọi linh của sự không tha thứ, mọi linh của sự bất an lo lắng, mọi linh của sự cay đắng, trong danh của Chúa Giêsu ta trói buộc mày. Trong danh của Chúa Giêsu ta trói buộc mày. Trong danh của Chúa Giêsu ta trói buộc mày. Những linh của sự thiếu thốn, những linh của sự giới hạn, ta trói buộc mày trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy rời đi, rời đi, rời đi. Ao trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ao trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Những linh bệnh tật, những linh ung thư, những linh gây lên những căn bệnh đau khớp, những linh gây lên những căn bệnh mãn tính, trong danh của Chúa Giêsu ta ra lệnh rời trong danh Chúa Giêsu. Hãy rời trong danh Chúa Giêsu. Hãy rời trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tất cả những quyền lực tối tăm này, ta nói với mày Satan, ta nói với mày Satan, ta nói với mày Satan, những con quỷ đang ám và những con người đang nghe trên livestream này, ta ra lệnh trong danh Chúa Giêsu, ta ra lệnh mày rời khỏi họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi uế linh ao trong danh Chúa Giêsu. Ao trong danh Chúa Giêsu. Mọi uế linh, ta ra lệnh mày rời khỏi họ, rời bằng miệng, bằng mũi, rời bằng mồ hôi, rời bằng tuyến mồ hôi, rời bằng tay, bằng chân, bằng mắt, rời trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, rời trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Ta ra lệnh cho mày, tất cả những quyền lực đang trói buộc họ, tất cả tên gọi mày là gì, tất cả mày đã bước vào đời sống họ bằng cách nào, trong danh Chúa Giêsu hôm nay, ta truyền lệnh mày phải rời đi. Ta ra lệnh mày phải rời đi. Ta ra lệnh mày phải rời đi. Ta ra lệnh mày phải rời đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Anh chị em hãy cộng tác với tôi. Hãy cộng tác với tôi.
Hãy đá Satan ra khỏi đời sống của mình. Hãy đá bàn tay Satan ra khỏi đời sống của mình. Hãy giật bàn tay nó ra khỏi đời sống của mình. Không chấp nhận nó. Anh em hãy nói đi. Linh ác mộng ra khỏi ta. Linh của sự thù oán ra khỏi ta. Linh của sự lo lắng phiền muộn ra khỏi ta. Linh của sự thất bại giới hạn phải ra khỏi ta. Những tà linh này phải rời khỏi ta. Những linh tà thuộc bói khoa rời khỏi ta. Những ác mộng người chồng người vợ thuộc linh phải ra khỏi ta. Những linh xung đột gia đình phải ra khỏi ta. Nguyện ngập những tội lỗi thầm kín phải ra khỏi ta. Anh em hãy bảo nó rời đi. Bảo nó rời đi. Rời đi. Rời đi. Rời đi. Rời đi. Trong danh của Giê-xu. Ao. 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 Ra bằng miệng. Ra bằng mồm. Ra bằng hơi thở. Bất kể mày trốn ở đâu, hãy rời đi trong danh Chúa Giê-xu. Anh em hãy đá nó đi. Ra đi đi. Tất cả những con quỷ thường có những biểu hiện, nó là thể khí. Nó có thể biểu hiện trong cơ thể của mình. Nó có thể biểu hiện, nó có thể lộ diện giờ này. Tôi nói lửa Thánh Linh giáng trên danh từ đỉnh đầu đến gót chân. Lửa Thánh Linh giáng trên danh từ đỉnh đầu đến gót chân. Những linh tâm thần hãy rời khỏi đi. Những linh tâm thần hãy ra khỏi những con người này đi trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Những linh trầm cảm hãy ra khỏi những con người này đi. Những linh trầm cảm hãy ra khỏi những con người này đi. Những ai đã từng uống bùa, ta nói mày ra khỏi họ. Những ai đã từng uống bùa, mày nấp ở trong bụng dưới của họ. Ta ra lệnh mày ra khỏi bụng họ. Đi ra, ôi linh đi ra trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Đi ra trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Anh em hãy cộng tác với tôi, cộng tác với tôi, cộng tác với tôi, cộng tác với tôi. Cộng tác với tôi, nếu có những biểu hiện đó, hãy đá nó đi ra khỏi đời sống của mình. Hãy ra khỏi cơ thể của mình, rời khỏi cơ thể của mình, rời khỏi cơ thể của mình. Trong danh của Chúa Giê-xu quyền năng, mọi tà linh gây lên bệnh tật, dù đó là ung thư, viêm nhiễm, những bệnh không thể chữa được, những bệnh uống thuốc không thể thuyên giảm, những bệnh mà khiến cho họ đau đầu nhức óc, những bệnh khiến cho họ không thể tìm ra nguyên nhân, ta nói mày Satan, linh bệnh tật hãy ra khỏi những cơ thể này, rời khỏi những cơ thể này, rời khỏi những cơ thể này. Ao 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 ao, trong danh Chúa Giê-xu Christ quyền năng, anh em hãy cộng tác với tôi. Cộng tác với tôi, đá nó ra khỏi đời sống của mình. Trong danh Chúa Giê-xu, ra bằng miệng, ra bằng mũi, ra bằng mồm, ra bằng mắt, ra bằng mồ hôi, ra bằng mọi phương án, trong danh Chúa Giê-xu quyền năng, rời đi. Rời, rời đi trong danh Chúa Giê-xu. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hallelujah. Ngợi khen Ngài Chúa. Oh, hallelujah. Tôi kêu danh của Chúa Giê-xu trên ông bà anh chị em. Tôi kêu danh của Chúa Giê-xu trên ông bà anh chị em. Tôi kêu danh của Chúa Giê-xu trên ông bà anh chị em. Tôi công bố quyền năng của sự giải cứu trên ông bà anh chị em. Oh, Holy God fire. Holy God power. Holy God power. Quyền năng của sự giải cứu trên ông bà anh chị em giờ này. Holy God power. Hallelujah. Hãy được tự do. Tự do, tự do, tự do, tự do. Tôi tuyên bố tất cả các bạn chị em đang nghe và ảnh hưởng với giọng nói này phải được tự do giờ này. Phải được tự do giờ này. Tự do giờ này trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Tự do trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Hallelujah. Tiếp tục đi các bạn chị em. Tiếp tục đi. Những ai đang có những biểu hiện của ma quỷ, những ai đang có những biểu hiện của ma quỷ, hãy tiếp tục. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Đừng ngưng lại. Tiếp tục đừng ngưng lại. Tiếp tục đừng ngưng lại trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Tiếp tục tẩy sạch mình, đừng ngưng lại. Tiếp tục hãy tẩy sạch mình và đừng ngưng lại trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Hãy nói cho Satan, mày phải ra khỏi đời sống của ta. Mày không có chỗ trong đời sống của ta. Mày không có quyền trong đời sống của ta. Mày không có quyền ngự trong thân thể của ta, là đền thờ của Đức Thánh Linh. Ta ra lệnh mày đi, đi, đi. Anh em hãy nói như vậy. Rời trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Linh nghèo đói hãy đi. Linh bất an hãy đi. Linh ác mộng hãy đi. Những linh dâm dục hãy đi. Những linh về ô uế hãy đi. Những linh tà thuật bói khoa hãy đi. Những linh đồng cốt hãy đi. Những linh miếu mạo hãy đi. Những linh thờ cúng hãy đi. Trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Đi đi, đi đi, đi đi, đi đi. Ao, trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Tiếp tục lên cho em. Tiếp tục nào, tiếp tục nào, tiếp tục nào, tiếp tục nào. Đừng ngưng lại, đừng ngưng lại. Trong danh Chúa Giê-xu. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài lạy Chúa, cảm ơn Ngài. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Trong danh của Chúa Giê-xu Christ quyền năng, ta truyền lệnh. Tất cả những quyền lực, những quyền lực bước vào đời sống của những người này qua tội lỗi của tổ tiên, qua sự thờ cúng thần tượng của tổ tiên, qua những đời sống tội lỗi của tổ tiên, qua những sự loạn luân của tổ tiên, trong danh Chúa Giê-xu Christ, tôi bẻ gãy quyền lực của mày Satan. Tôi bẻ gãy quyền lực rủa xả này Satan. Tôi bẻ gãy mày Satan. Tôi bảo mày rời khỏi họ trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Rời khỏi họ trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Rời khỏi họ trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Tôi đang nói với những ai đang có một tuổi thơ bị lạm dụng, đang có mặt trên live stream này. Hãy nghe lời tôi nói nha.
sự cảm động bởi Đức Thánh Linh. Tôi nói những ai đang có một tuổi thơ bị lạm dụng về mặt cảm xúc, lạm dụng về mặt tình dục, và giờ này đời sống cảm xúc và đời sống của mình gặp rất nhiều những rắc rối, sợ hãi, bất an, giấc ngủ không được ngon, và luôn luôn có những ám ảnh ở trong cái đời sống cá nhân, bởi vì cái tuổi thơ bị lạm dụng, tuổi thơ bị sợ hãi, tuổi thơ bị có những cái lạm dụng về mặt thể chất, bị hiếp dâm, bị lạm dụng tình dục, rồi có những cái vấn đề rất là tế nhị mà anh chị em biết không ạ? Tôi nói trong danh Chúa Giêsu, những người đang ở trong tình trạng đó, trong danh Chúa Giêsu, ta ra lệnh cùng quỷ, mày bước vào qua tuổi thơ của họ, ta bảo mày ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng, đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng, đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ao trong danh Chúa Giêsu quyền năng, rời khỏi họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Chúa ơi, con cầu nguyện ngày đến chữa lành tâm hồn của họ giờ này, chữa lành tâm hồn của những người đang nghe giờ này. Con cảm ơn Ngài Chúa, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Và bây giờ tất cả những bạn chị em nào bệnh tật đau yếu ở đâu, đặt tay vào chỗ đó, thưa bạn, đặt tay vào bệnh đầu, đặt tay vào đầu, vai gáy đặt tay vào vai gáy, bệnh gan bao tử đặt tay vào. Ok, giờ tôi sẽ cầu nguyện ha. Nhân danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi công bố một sự chữa lành. Tôi đặt một thần chữa lành tại chỗ anh chị em đặt tay. Tôi đặt một thần chữa lành tại chỗ anh em đặt tay. Và tôi công bố sự chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tất cả những cơ quan nội tạng nào bị hư tổn, ta ra lệnh hãy được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lưng, vai gáy được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Xương khớp được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiểu đường, cao huyết áp được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tim mạch được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hệ thống hô hấp tuần hoàn được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Gan, bao tử, lá lách, thận được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được chữa lành, chữa lành, chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bệnh về mắt được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bệnh về tai được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những ai đang bệnh đau đầu được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đau nửa đầu được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rối loạn tiền đình được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy lành đi, hãy lành lập tức giờ này đi. Ta truyền lệnh một mạng lệnh của sự chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Chữa lành thân thể này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi cơ quan nội tạng bị hư tổn được phục hồi và thay mới trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Những ai đang tức ngực, Ngài cảm thấy rất là tức ngực. Trong danh của Chúa Giêsu, tôi nói rằng hãy lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cơn đau tức ngực phải được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cơn đau tức ngực phải được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hallelujah. Những ai viêm son, những ai đang bị viêm son đau nhất, đặt tay vào mũi, đặt tay vào như tôi này. Trong danh Giêsu, tao ra lệnh linh ô uế hãy ra khỏi mũi của họ, hãy ra khỏi sông mũi, sông trắng của họ, rời khỏi họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi, đi ra, ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Uế lên đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con cảm ơn Ngài Chúa, được chữa lành, chữa lành, chữa lành, chữa lành. Con cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục Chúa, tiếp tục. Tôi tuyên bố thân thể ông bà anh chị em được chữa lành ngay thời giờ này. Tôi tuyên bố thân thể ông bà anh chị em được chữa lành ngay thời giờ này. Ồ, đau lưng được chữa lành ngay thời giờ này. Đau lưng được chữa lành ngay thời giờ này. Những ai đang bị bệnh thận được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Những ai đang bị ung thư được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con ngợi khen Ngài Chúa. Hỏi khen ngài, anh em hãy đặt tay vào chỗ đau của mình, đặt tay vào chỗ đau của mình, đặt tay vào chỗ đau của mình và công bố mình được lành. Tôi tuyên bố bạn em được tự do, bạn em được chữa lành, chữa lành, chữa lành, chữa lành, chữa lành, chữa lành. Hãy cảm nhận sự chữa lành nào, cảm nhận sự thăm viếng của Thánh Linh ngay thời giờ này, cảm nhận sự chữa lành và đụng chạm bởi Thánh Linh của Chúa ngay thời giờ này trên thân thể của chính mình. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, tôi đang nhìn thấy nhiều sự chữa lành và nhiều phép lạ vừa mới xảy ra. Ông bà anh chị em ơi, hãy comment bên dưới, hãy comment xuống bên dưới để làm chứng cho nhiều người khác rằng bà anh chị em được lành, được đụng chạm như thế nào, ma quỷ đã xuất đi như thế nào, thân thể anh chị em được sự thăm viếng từ trời như thế nào, bà anh chị em cảm thấy khỏe như thế nào, bà anh chị em cảm thấy được tự do như thế nào. Hãy comment xuống bên dưới như thế nào, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, Chúa ban phước cho bà anh chị em. Oh hallelujah,
Trong danh của Chúa Giêsu, tôi tuyên bố một sự tự do hoàn toàn đến cho toàn thể 280 người anh chị em này. Trong danh Chúa Giêsu, hãy được tự do trong linh, tự do trong hồn, tự do trong thân thể. Oh hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tiếp tục nào, đón nhận 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 nào. Cảm ơn Ngài Chúa. Đón nhận nào, cảm ơn Ngài Chúa. Hallelujah. Đón nhận nào sự tự do và chữa lành. Tự do và chữa lành. Tự do và chữa lành. Oh hallelujah. Oh khurama sai karamata ramada. Iruma karate debisi kakaramakatara tututu parara sitara. Cảm ơn Ngài Chúa. Hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Nào, bây giờ đến phần cuối cùng. Anh chị em tiếp tục làm chứng xuống bên dưới nha, làm chứng xuống bên dưới bằng những comment của mình, những điều Chúa làm, những điều Chúa làm. Và những ai chưa nhận báp têm bằng Thánh Linh, tức là chưa được Thánh Linh giáng lên và khởi sự nói thứ tiếng khác, thì bây giờ hãy cầu nguyện theo tôi. Nào, nhắm mắt lại và cầu nguyện theo tôi. Anh em hãy nhớ rằng khi Đức Thánh Linh giáng trên chị em, anh chị em sẽ khởi sự nói một thứ tiếng khác như Đức Thánh Linh cho mình nói. Và Kinh Thánh chép rằng người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn là nói với Đức Chúa Trời. Người nói tiếng lạ thì gây giận chính mình. Anh em có mỗi tiếng lạ để gây giận tâm linh của mình. Anh em được Thánh Linh giáng lên để mặc lấy quyền năng để phục vụ Chúa một cách hiệu quả, sống một đời sống hiệu quả. Amen ha, cảm ơn Ngài. Nào, hãy nhắm mắt hướng về Chúa nào. Tôi sẽ nói và anh chị em nói theo. Và khi anh em nói xong rồi thì Thánh Linh giáng trên anh chị em. Và anh chị em hãy nói thứ tiếng khác như Đức Thánh Linh cho mình nói được không ạ? Kính lạy Chúa là đấng mà lòng con tin cậy. Buổi tối hôm nay con cảm ơn Chúa Giêsu đã ban sự cứu rỗi cho con. Nhưng Chúa ơi, con muốn nhiều hơn nữa. Con muốn được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Thưa Chúa Giêsu, buổi tối hôm nay con mong đợi rằng khi Đức Thánh Linh giáng trên con, thì con sẽ khởi sự nói một thứ tiếng khác để cầu nguyện với Ngài, để thờ phượng Ngài, để hát ngợi khen Ngài, không phải bằng tiếng Việt nhưng bằng một ngôn ngữ khác mà Đức Thánh Linh cho con. Con tin rằng khi con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu thì Cha sẽ ban Thánh Linh cho con. Con tin rằng con nhận ngay bây giờ, ngay lập tức sau khi con kết thúc lời cầu nguyện này, thì Đức Thánh Linh giáng trên con và con sẽ có khả năng để mặc lấy quyền phép của Đức Chúa Trời, để nói thứ tiếng mới, nói tiên tri và làm nhiều dấu kỳ phép lạ. Con tạ ơn Chúa thật nhiều Chúa ơi, con ngợi khen Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ con cầu nguyện. Amen. Và những anh chị em đang cầu nguyện lời cầu nguyện đó, hãy chú ý nè. Ngay bây giờ khi tôi nói thì Đức Thánh Linh giáng trên anh chị em. Anh chị em hãy đón nhận thần của Đức Chúa Trời. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Nhận đi anh chị em, nhận đi, hãy đầy dẫy Thánh Linh. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Ko rama sai kanterebi ko roma katara kalala chike debi ko roma kosi taraba. Erama kasai kanterebi kamara kasai taraba tarata tarasi taraba ba. Oro kasai kanterebi taraba kalala kasai taraba tara. Đức Thánh Linh giáng trên anh chị em, hãy đón nhận và khởi sự nói thứ tiếng khác như Đức Thánh Linh cho mình nói. Cảm ơn Ngài Chúa. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Ngợi khen Ngài Chúa, ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài. Amen, hallelujah. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài. Tiếp tục đi. Anh em nào đã nói thứ tiếng khác hãy nói to tiếng lên, tròn tiếng lên, mạnh mẽ lên trong danh Chúa Giêsu quyền năng, mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên nữa trong danh Chúa Giêsu. Mạnh mẽ lên trong danh Chúa Giêsu. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Amen. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Amen. Tôi muốn tiếp tục được thấy những cái dòng comment, lời chứng của anh chị em và những phép lạ mà Chúa làm qua bài học buổi tối ngày hôm nay. Anh em hãy ghi xuống bên dưới ha. Rất là khích lệ khi anh chị em cộng tác và tương tác với nhau. À, Chúa ban ơn cho anh chị em. Và tôi tin rằng buổi tối hôm nay là một buổi tối đầy phước hạnh. Anh chị em được giải cứu, anh chị em được chữa lành, anh chị em được Thánh Linh thăm viếng. Ôi, anh chị em được sự khích lệ trong tâm linh của mình. Anh chị em sẽ được biết rằng mình có thể hoàn toàn sống một đời sống không bệnh tật và khỏe mạnh, thịnh vượng cả phần xác cũng như phần hồn của mình. Cảm ơn Chúa, vinh hiển thuộc về Chúa Giêsu.
vinh hiển thuộc về Chúa Giêsu. Hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Chúa ban phước cho bà anh chị em. Và hẹn gặp lại anh chị em trong bài học tiếp theo. Xin Chúa ban phước một lần nữa những ai chưa chia sẻ livestream này, hãy làm ơn chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Chúa ban phước và đồng hành cùng anh chị em trong buổi tối ngày hôm nay. Xin Chúa ban ơn. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.